Biết mùa gì đang đến không? Mùa đông. Sai rồi. Chứ mùa gì? Yêu thương dần đang đến, mà thuyền cô đơn ngoài không bên. Còn hoài loay hoay giữa mênh mông xuôi ngược, chờ được nắm đôi bàn tay ai. Bóng ai 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 mất ngày ơi xin.
Nếu như bức tranh Mona Lisa không tồn tại thì em chính là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất trên thế giới này. Em biết. Wow. Biết mùa gì đang đến không? Mùa đông. Sai rồi. Chứ mùa gì? Yêu thương dần đang đến, mà thuyền cô đơn ngoài không bên, còn hoài loay hoay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thường vào tim em.